ở Việt Nam nhé, không có cái gọi là tù nhân lương tâm. Bởi vì sao? Bởi vì những cái nhà đấu tranh dân chủ cuội nói là tù nhân lương tâm ấy, thì Tường Vi sẽ dựa vào bài viết của tác giả Lê Long Khánh nói về cái tù nhân lương tâm này. Ở đây phải khẳng định với nhau rằng á, ở trên đất nước Việt Nam này, trên lãnh thổ Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm nhé. Không phải tới bây giờ ấy, mà nhiều năm qua các thế lực thù địch dường như không biết bấu víu vào vấn đề gì hơn là lợi dụng những vấn đề về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, vân vân, nó để chống phá sự nghiệp cách mạng của Việt Nam. Mũi nhọn mà họ tập trung vào là vấn đề nhân quyền và nhiều hình thức tinh vi, thâm độc, xảo trá. Vậy thực sự thật những người mà họ gọi là tù nhân lương tâm ấy là những ai? Cần khẳng định rằng ở Việt Nam không bao giờ có cái gọi là tù nhân lương tâm, mà thực chất đó chỉ là những người vi phạm pháp luật. Ai, đối tượng nào được các thế lực thù địch gọi là tù nhân lương tâm ở Việt Nam sẽ chẳng phải là những cái tên quá xa lạ, bởi những cái con người ấy đã được báo chí nhắc đến không ít. Tuy nhiên ấy, với cái tuyệt đại đa số người dân Việt Nam thì những con người ấy chỉ đơn giản là đối tượng vi phạm pháp luật và phải chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Vậy họ là những ai? Đó là Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Huy Thức, Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Lê Thăng Long, là Trần Anh Kim, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lê Thị Công Nhật, Nguyễn Văn Đài, Lê Đình Lượng, vân vân. Với những người dân Việt Nam ấy, thì các vụ án liên quan đến những đối tượng này chỉ là những vụ án hình sự đơn thuần, họ đều bị các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam truy tố xét xử do phạm tội, nó tuyên truyền chống phá nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại điều 88 của Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi nhé. Ở đây xin được nêu lại một số trường hợp cụ thể minh chứng rõ cái hành vi phạm tội của những người được các thế lực thù địch gọi là tù nhân lương tâm ấy. Thí dụ như Cù Huy Hà Vũ là một người được học hành cơ bản, có nhận thức cao và được thừa hưởng nhiều sự ưu đãi của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên ấy, do thiếu tu dưỡng rèn luyện ảo tưởng với danh vọng, quyền lực nên Vũ đã lầm đường lạc lối, có nhiều hành vi đi ngược lại lợi ích của Đảng, Nhà nước và dân tộc Việt Nam. Cục Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã phát hiện Vũ làm nhiều cái tài liệu có nội dung chống Nhà nước Việt Nam để tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, đòi lật đổ chế độ, thực hiện đa nguyên đa đảng, kêu gọi nước ngoài can thiệp. Không những vậy á, Cù Huy Hà Vũ này còn có quan hệ với các đối tượng có tư tưởng chống đối Nhà nước Việt Nam. Hắn còn thực hiện những nhiều cuộc trả lời phỏng vấn các đài báo phản động ở nước ngoài như RFA, RFI, BBC, đài báo Việt Tân, còn chứa đựng nhiều cái nội dung chống Nhà nước và truyền tải các tài liệu do Vũ làm ra để chúng sử dụng chống phá Nhà nước Việt Nam. Những hành vi nêu trên Cù Huy Hà Vũ đã vi phạm nghiêm trọng điều 88 của Bộ luật hình sự. Như vậy ấy, với những cái chứng cứ hết sức rõ ràng, Cù Huy Hà Vũ với những cái đối tượng mà lúc nãy Dương Vy nêu tên ấy, đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp của Nhà nước Việt Nam mà bị cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam xử lý, xử phạt theo đúng cái quy định của pháp luật. Điều đáng bàn là những người được các thế lực thù địch gọi là tù nhân lương tâm ấy, khi bị bắt và khai trước tòa, hầu hết đều thừa nhận rằng không có kiến thức pháp luật, không lường hết hậu quả những cái việc làm, do nhận tiền và bị xúi dục, thậm chí bị đe dọa nên buộc phải tham gia. Ví dụ như tại phiên tòa, hai bị cáo Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung đều thành khẩn khai báo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đã vi phạm pháp luật. Nguyên nhân vi phạm pháp luật này, do các bị cáo tiếp thu những cái quan điểm sai trái về dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch chống chủ nghĩa xã hội và sự nhìn nhận chủ quan về hiện tượng tiêu cực xảy ra trong xã hội. Tại phiên tòa xét xử,
phúc thẩm ra ngày 11 tháng 5 năm 2010, Lê Thăng Long tỏ rõ sự ăn năn hối cải. Còn rất là nhiều trường hợp khác mà ở đây không dẫn giải ra hết được. Vậy phải chăng chỉ có ở Việt Nam mới xử lý những cái đối tượng chống đối nhà nước? Trả lời cái câu hỏi này ấy, chỉ cần vài thao tác hết sức đơn giản thông qua cái công cụ tìm kiếm trên Google, trên Internet cũng ra hàng trăm nghìn kết quả. Đành rằng ấy, mỗi nước tùy theo những quy định pháp luật riêng của mình để xử lý những cái hành vi vi phạm của công dân. Ví dụ như tại Singapore, các hành vi tuyên truyền kích động nhằm mục đích chống phá nhà nước, tung tin giả mạo, thao túng cái môi trường trực tuyến gây ảnh hưởng đến lợi ích chung của cộng đồng, mức phạt lên đến 100.000 đô la của Singapore hoặc là phạt tù đến 10 năm. Hôm qua đi tìm Bích Trang mái với cái ông Lâm Văn Hà để xem lại cái đĩa VDC nếu đấy ở Singapore. Còn về Đức, từ mùng 1 tháng 1 năm 2018 nhé, các trang mạng xã hội ở Đức nếu để người dùng đăng tải những cái nội dung thông điệp mang tính thù hận dân tộc gây nguy hại đến an ninh quốc gia, lợi ích đất nước đều bị xử lý với nhiều hình thức tùy thuộc vào tính chất mức độ khác nhau, thậm chí ở một số nước cũng vậy. Nó nói đến cái lợi ích chung của quốc gia dân tộc mà chỉ cần tung tin giả mạo có tính sỉ nhục cá nhân cũng bị các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý một cách nghiêm khắc. Những cái quy định về pháp luật nói về cái quyền công dân, thực hiện cái quyền công dân ấy, thì nó nằm trong cái khuôn khổ pháp luật, không thể cho công dân, cho phép bất cứ người nào xâm phạm đến cái lợi ích quốc gia dân tộc. Đấy, không riêng gì Việt Nam nhé. Nói như vậy á, nhiều người cứ lầm tưởng, cứ cho rằng á, người Việt Nam chỉ dựa vào hệ thống luật pháp Việt Nam để chứng minh thiếu khách quan. Vì thế chúng tôi xin trích dẫn khoản 2 điều 29 tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948 nêu rõ, trong khi hành xử những cái quyền tự do của mình, ai cũng phải chịu những giới hạn do luật pháp đặt ra nhằm bảo đảm những cái quyền tự do của người khác cũng được thừa nhận và tôn trọng, nhưng đòi hỏi chính đáng về đạo lý, trật tự công cộng và an lạc chung trong một xã hội dân chủ cũng được thỏa mãn. Những người bị xử lý thí dụ như về việc mà các vị như Lê Công Định hay Nguyễn Năng Tính hay Cù Huy Hà Vũ đây này, nó vi phạm cái luật an ninh quốc gia Việt Nam là bị xử lý chuyện bình thường. Nó không chỉ riêng gì Việt Nam mà ở các nước khác đều bị xử lý như vậy. Cần khẳng định lại rằng ấy, ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm, mà chỉ có những cái đối tượng vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Mà các nhà đấu tranh dân chủ cuội nó cho rằng đó là những cái tù nhân lương tâm.